Rồi mình tiếp tục giới thiệu với anh chị là một cái miếng đất lúa nha anh chị. Thì mình nói nhanh luôn là miếng đất này nó thuộc huyện huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An nha anh chị. Tổng tổng diện tích của nó là 11.000 mét vuông. Đây miếng đất này rất là vuông. Vị trí bờ mình đứng nè, vô tới trong đó ngang qua cây tràm là vuông lại ngoài cái ngoài cái bào dù gió này nha anh chị. Để mình coi cây chiều ngang chiều dài nó bao nhiêu. Chiều ngang của nó là 77, mặt tiền nó được 77 mét nha anh chị. Còn chiều dài của nó là 153 mét. Đó. Thì miếng đất này chủ đang kêu bán với giá là 1 tỷ mốt nha anh chị. 1 tỷ mốt, 1 tỷ một mẫu. Miếng này 11 công. Thì giá nó là 1 tỷ mốt. Và đây là mặt tiền của nó là mặt tiền đường đất. Đường đất và phía bên sông bên đây là đường lộ lộ nhựa lớn nha anh chị. Đó, bên sông sẽ là cái con đường lộ nhựa. Và mình đi tới đất thì mình đi vòng là khoảng 500 mét là có cái đường có cầu mình chạy xe máy qua tới đất. Rồi mình xin kết thúc video tại đây nha. Anh chị nào có nhu cầu sở hữu miếng đất này thì liên hệ cho mình. Mình dẫn anh chị đi coi đất nha.